Hôm nay Sáp sẽ giới thiệu với mọi người cái bộ chuông cảm ứng hồng ngoại để báo khách, hoặc là mình cũng có thể dùng để báo trộm ATA318C. Thì trước tiên là đây là cái chuông thì có bên hông nó có hai cái nút phía dưới hình nút nhạc là để chọn nhạc ha. Sóng nó hơi yếu thì mình có thể kéo anten ra ha, nó hỗ trợ bắt sóng giữa cái cảm ứng này với cái chuông. Thì khoảng cách mà chuông với cảm ứng á, xa nhất á, là khoảng từ 20 đến 25 mét ha, thì không có xa hơn được. Thì nó có thể xuyên những cái bức tường được, nhưng mà khi mà xuyên tường xuyên cửa thì nó có thể giảm một chút, như là nó chỉ bắt sóng được khoảng 15-20 mét thôi. Thì ở đây là cái mặt cảm ứng. Mà cảm ứng này là khi bạn thấy là khi mà mình mở công tắc qua on thì đèn nó sẽ sáng lên, hoặc là khi có cái vật chuyển động thì cái cảm ứng này thì nó sẽ dùng cái pin vuông 9V. Nếu mà mình muốn thay pin thì mình mở ngay chỗ này ra để mình thay pin. Mình gắn cái cảm ứng này lên tường bằng cách là mình gắn cái phần đế này. Cái phần đế này ha, mình bắt dít lên tường. Sau đó mình cái phần gài này mình ấn vô trong đây, mình ấn mạnh xuống để cho nó sâu xuống ha. Thì sau khi mình ấn sâu xuống xong rồi, mình bắt lên tường rồi thì mình sẽ gài cái phần cảm ứng này lên trên đây. Đó. Thì mình thấy, giả sử mình bắt kính lên tường, cái này nó cố định rồi thì mình thấy mình có thể quay cái này đó, mình có thể quay em có thể quay Thì ngoài ra thì cái phần chuông này có thể kết nối được là tối đa 4 cái bộ phận thêm. Ví dụ như bây giờ một cái chuông này mình có thể kết nối thêm là 3 cái cảm ứng, ví dụ thôi, mà thêm một cái nút nhấn chẳng hạn. Thì mình thấy là cái
dùng tay ha, giữ ở cái nút, cái nút âm lượng ở nút phía trên đó, mình đè vô khoảng mấy giây đó, đó mình nghe hai tiếng tin tin thì mình buông tay ra, sau đó mình gạt cái nút off sang on. Cái chuông ra khỏi ổ cắm, sau đó mình cắm trở lại. Thì mình thử lại là nếu mình bật tổ ốc sang không.